Tôi là thầy tướng số là một bộ sách của tác giả dịch chi về giáo phái Giang tướng tự xưng là thầy tướng số nhưng thực chất là lừa đảo. Tác phẩm cũng cung cấp kiến thức về chu dịch, môn khoa học dự đoán, thông tin, đạo giáo và nho giáo Trung Quốc cổ đại. Tác giả phân tích nhược điểm trong bản tính con người góp phần tạo ra sự tin tưởng của dân chúng trong tướng số và cảnh báo người ta không chỉ trách kẻ lừa mà còn phải trách cả bản thân. Khi đi xem tướng số, thường sẽ không như ý vì người đi xem đang lo lắng, tuy nhiên kẻ tướng số lại nắm bắt tình huống đó để lừa đảo. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần 13 với nội dung Người Nhật nghiên cứu dịch học điền nhị tẩu sống lại. Hãy theo dõi hết video để hiểu nhé sau đây là nội dung chi tiết. Tháng 11, Ngụy Mãn Châu tuyết bay đầy trời. Tại sở cung giáo 007 khu quản chế quân sự Phụng Thiên của Nhật, tổ gia đang ngồi xếp bằng trong phòng giam. Đột nhiên, cánh cửa sắt mở ra, một nữ sĩ quan Nhật bước vào, đứng trước mặt tổ gia, hỏi ông bằng tiếng Trung rất lưu loát. Tổ gia, nghĩ kỹ chưa hợp tác, hay không hợp tác đây? Tổ gia nhìn bà ta, mỉm cười, hợp tác. Ừm, nữ sĩ quan nở một độ cười, người Trung Quốc có câu, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tổ gia có thể nhìn thấu thời cuộc, thật rất tiến bộ. Thì ra, hôm đó, tổ gia bị người của phòng tuần bổ dẫn về xác minh thân phận, sau đó liền bị giải về khu nhật chiếm đóng ở Ngô Tùng. Tổ gia hơi run sợ trong lòng. Lần này chắc hỏng rồi, bọn người Pháp và người Nhật đã câu kết với nhau, số mình tiêu rồi, trên đường đi, trong lòng tổ ra ngổn ngang bao điều, ông hồi tưởng lại những ngày tháng trong hơn 10 năm qua của phái giang tướng, phải đông bôn Tây Tẩu, liều chết trong chốn giang hồ, là vì mưu cầu cái gì đây? Sau khi mình chết, đường khẩu sẽ ra sao các huynh đệ sẽ ra sao ông chợt nghĩ đến những người thân đã sớm xuống suối vàng, để lại ông một thân một mình cô độc, lại tự hỏi mình đến cuộc đời này làm gì lại nhớ đến những lời mà Hoàng Pháp Dung đã nói sau bữa tiệc rượu hôm đó. Pháp Dung số khổ, xa xứ biệt quê, nhớ Yến Nương ở phương Nam, nhớ mẹ cha phương Bắc, mỏi mắt trông không một bóng người thân, một mình lẻ loi, ít ra Hoàng Pháp Dung còn có mẹ mà nhớ, như ông mới thật là lẻ loi một mình. Nghĩ đến đây, trong lòng tổ ra trào lên một nỗi thê lương. Điều nằm ngoài dữ liệu đó là, sau khi đến trại lính của Nhật, người Nhật không vội vàng hành quyết tổ ra, mà nhét ông vào một chiếc xe tải, sau một tuần liền phải chịu cảnh lắc lư, nghiêng ngả à, suốt ngày suốt đêm, đến khi được ra khỏi cửa xe lần nữa, thì ông thấy mình đã ở tận vùng Đông Bắc rộng lớn, mênh mông. Sau đó, tổ gia bị dẫn đến khu quản chế quân sự phụng thiên tổ gia vẫn khỏe chứ vừa tới nơi một nữ sĩ quan liền hỏi ông thoạt nhìn tổ gia thấy khuôn mặt người phụ nữ này rất quen hình như đã gặp ở đâu đó nghĩ mãi ông mới ồ thì ra là bà ta chẳng phải bà đã tổ ra một miệng hỏi chết rồi đúng không người đàn bà liền bật cười đây chính là điều mà người trung quốc các ông thua người nhật chúng tôi đấy bọn phản bội ở nước các ông quá nhiều việc gì cũng chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm được tổ gia cười khà khà nói Điền Nhị Tẩu quả đúng là thần thông quảng đại. Người đàn bà này chính là Tây Điền Mỹ Tử, người đã rút súng tự vẫn ở Quảng Châu 2 năm trước. Hãy gọi tôi là Tây Điền. Tây Điền Mỹ Tử cười nhạt, bệnh của người Trung Quốc các ông vô phương cứu chữa rồi. Trước đó một ngày, tổ chức mật tra định thanh tra chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được mật báo của một tên chỉ điểm trong nội bộ quốc dân đảng. Nữ đặc vụ Nhật tự bắn vào mình mà chết kia thực ra chính là người Trung Quốc các ông đấy. Đó là một nữ đảng viên cộng sản ở Phúc Kiến. Sau khi bị quốc dân đảng bắt được, liền cho bà ta làm ma thay thế. Hơn nữa vốn chẳng phải bà ta tự sát gì cả, chẳng qua là hiện trường giả do tổ chức bật cha giàn dựng. Chính vào lúc cả nước các ông mừng vui phấn khởi đã chế bỏ được hang ổ đặc vụ nhật ấy, chúng tôi đã dựng lên một cái hỏa lò khác ở Chu Hải. Một cán bộ công chức vì tiền có thể bán nước, cái đất nước này thế là tiêu đời rồi. Hai năm nay, sở dĩ chúng tôi không ra tay với tổ già, chính bởi muốn lần dây dưa mà sờ trái, mục đích là tìm Vương Á Tiểu, nhưng Vương Á Tiểu quả rất lợi hại, hành tung bí hiểm nắm bắt thông tin cực nhanh nhạy, bao nhiêu lần đều khiến bọn ta vồ trượt. Lại còn tên tăng kính võ của hội quán tinh võ nữa, hắn cũng nằm trong tầm ngắm của bọn ta, hắn cứ nghĩ mình thông minh lắm, nhưng hắn nhầm rồi, nếu không phải bọn tôi cố ý tiết lộ danh sách cần ám sát thì chỉ dựa vào một tên thổ phỉ lưu manh đó. Làm sao có thể lấy được tin tình báo quân sự của chúng tôi chứ người Trung Quốc các ông ấy à, đa phần có thể chia thành hai loại người, một là hạng bán nước, chỉ biết đến lợi ích của mình, vì tiền có thể bán rẻ tất cả, hai là hạng lưu manh như tăng kính võ, chỉ biết đánh đấm, chém giết. Không biết hắn đã từng nghĩ được điều này chưa? Giết một hai người Nhật có thể thay đổi được đại cục không chứ đúng là phường thất phu hữu dũng vô mưu. Bà ta sổ ra một chàng khiến tổ ra chán nản, nước lớn thế mạnh mà lại bị giặc Nhật bé cổ chơi trò tung hứng trên tay. Trước tình cảnh ấy, phải làm sao đây? Suy ngẫm dây lát. Tổ ra đột nhiên hỏi, lần này đã muốn giết tôi, tại sao không trực tiếp ra tay, lại còn phải lừa dụ tôi đến tổ giới pháp? Tây Điển Mỹ tử cười, tổ ra vốn rất khôn ngoan, đầu đầu cũng phòng bị. Chúng tôi không muốn xông thẳng vào mục tử liên. Phùng mang trận má bắn giết lẫn nhau với mấy trăm huynh đệ của ông, đó là việc làm của thằng ngu thôi. Sau sự biến 18 tháng 9, chúng tôi đã chiếm lĩnh được cả vùng Đông Bắc. Năm 1932, chúng tôi lại tiến công thượng hải. Đầu xuân năm ngoái cho đến nay, chúng tôi đã liên tiếp tiêu diệt nghĩa quân kháng Nhật ở Đông Bắc. Nhân lúc chúng tôi phải liên tục tác chiến, vừa mới nghỉ ngơi lấy sức thì người Pháp lại lợi dụng tình hình đó mà nhảy vào chiếm hết chín đảo ở biển Đông. Mấy hòn đảo này diện tích không đáng là bao nhưng có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, kẻ nào chiếm lĩnh được. Kẻ đó sẽ chân giữ được cả eo biển Malacca, từ đây có thể khống chế được cả con đường vận tải biển ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Từ năm 1911 đến nay, người Nhật đã bắt đầu tiến hành công việc khảo sát trên những hòn đảo này, người Pháp đổ bộ đến sau, lại đuổi hết người của chúng tôi ra khỏi đảo, chúng tôi không thể để yên được. Thiên Hoàng Bệ Hạ đã cho triệu kiến lãnh sự Pháp ngay lập tức, bọn họ đưa ra một vài điều kiện. Trong đó, có một điều kiện là Kiều bào Nhật có thể tự do ra vào Tô giới Pháp, chỉ trừ phi xảy ra xung đột giữa Kiều bào Nhật với người Pháp, còn lại tất cả đều được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. Hành động lần này, chúng tôi sắp đặt ở Tô giới Pháp, thứ nhất để giảm bớt tâm lý đề phòng của tổ gia, thứ hai muốn xem xem người Pháp có làm theo điều họ cam kết hay không." Tổ gia gật đầu, không khỏi thở dài trước sự xảo quyệt của người Nhật, "Đã dụ được tôi, sao không phái thêm nhiều người đến, chỉ một đòn giết tôi chết có phải hay không?" Nghe thấy thế, Tây Điền Mỹ tự bật cười khanh khách tổ ra từng những sát thủ đó là người Nhật thật sao chúng tôi làm sao có thể xe phái người của mình đi chết được chứ mạng của người Nhật đáng đồng tiền lắm đấy. Chúng tôi đã bỏ tiền ra thuê mấy thằng bạt mạng ở Thượng Hải, làm cho chúng mấy tờ chứng minh là kiểu bào Nhật rồi nhét vào túi. Chúng chết như vậy ở tô giới Pháp, người Pháp sẽ phải bồi thường cho chúng tôi. Nếu chúng tôi thật sự muốn giết ông, liệu có để cho ông chạy thoát không? Không giết tôi, vậy các người muốn thế nào? Tổ ra không hiểu, tổ ra không cần phải nôn nóng đến vậy, lần này tổ ra mất tích. Tăng Kính Võ Tất sẽ cuống quýt đem tin này đến báo cho Vương Á Tiểu, chúng tôi có thể lần theo dây dưa mà ngắt quả, nhưng đây chẳng phải chuyện quan trọng lắm, quan trọng là chúng tôi cần tổ ra. Cần tôi. Mai Huyền Tử là kẻ khôn ngoan, hôm đó chúng tôi sắp xếp cho ông ta gặp ông, chính là muốn để ông ta bàn chuyện cùng hợp tác với ông. Thì ra chính các người đứng sau lưng giật dây bàn chuyện hợp tác. Đúng thế. Nếu không phải tên Tăng Kính Võ lao đến sớm, Mai Huyền Tử đã nói hết ra rồi, bây giờ Tôi đành phải thay Mai Huyền Tử nói nốt đoạn còn lại vậy, Trung Quốc và Nhật Bản, văn hóa cùng chung nguồn cội, những lý luận và học thuyết mà tổ tiên các ông đã sáng tạo ra, lần lượt được truyền tới đất nước chúng tôi. Trong đó có kinh dịch và huyền học ngũ thuật bột, ngoài bản thân các ông ra, Nhật Bản là đất nước kế thừa văn hóa Trung Hoa tốt nhất. Nay, các dòng tôn giáo phương Tây theo chân các cường quốc của và Trung Quốc như ông vỡ tổ, giáo học truyền thống Trung Hoa bị bóp nghẹt. Người Trung Quốc các ông đã không thể tự mình bảo vệ được mặt trận văn hóa. Người được hưởng chung một dòng văn hóa như người Nhật chúng tôi đây không thể bàng quan, chỉ biết ngồi chơi mắt ếch mà nhìn được. Cuộc chiến tranh nhà phiến không chỉ thức tỉnh các ông, mà càng khiến chúng tôi bừng tỉnh. Cùng là những nước lạc hậu ở phương Đông, chúng tôi cũng sợ hãi. Vì thế mới làm cuộc cách mạng duy tân từ thời Nhật Hoàng Minh Trị, cuộc chiến tranh giáp ngọ đã minh chứng cho thành công của chúng tôi. Từ thế kỷ 19 đến nay, bọn cường quốc chen nhau kéo đến, người Âu Mỹ có thể chiếm đóng trên đất nước các ông. Tại sao chúng lại không thể làm thế với đất nước chúng tôi ít nhất nước Trung Quốc dưới sự thống trị của Đại Nhật vẫn còn giữ nguyên được nét văn hóa cùng cội cùng nguồn. Đây chính là sự khác biệt giữa chúng tôi và bọn Âu Mỹ. Lãnh thổ Trung Quốc hiện nay bị nhiều thế lực cùng chiếm cứ, chia năm xẻ bảy, tình hình ổn định này chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Tổ ra nghĩ xem, tình hình Trung Quốc đang tốt đẹp như thế này, có phải nhờ Đại Nhật giỏi thống trị hay không xét về văn hóa, không phải chúng tôi tới đây xâm lược, mà là vì các ông cả đấy. Tổ ra cúi đầu không nói gì, ông đang từ từ cân nhắc những lời Tây Điền Mỹ tử nói. Một, thuật chất phi hiện đại. Người Nhật Bản chúng tôi có thầy cao đảo một bậc đại sư dịch học, không biết tổ gia từng nghe danh chưa Tây Điển Mỹ tử đột nhiên hỏi. Tổ gia nói, ừm, nghe đại danh đã lâu. Thầy cao đảo từng dâng lời can gián với thiên Hoàng ngay từ thời kỳ đầu duy tân minh trị. Ông nói giữa Trung Nhật tất sẽ xảy ra hai cuộc chiến lớn, Nhật Mỹ cũng sẽ đánh nhau to một lần. Bảo thiên hòa hãy chuẩn bị đề phòng trước, chiến tranh giáp ngọ đã ứng nghiệm một lần. Tiếp theo, đến đây, Tây Điển Mỹ tử không nói tiếp nữa, tổ gia rất quan tâm đến vị đại sư này cũng từng đọc sách của ông ta đó là một thiên tài dịch học với tác phẩm tiêu biểu cao đảo dịch đoán cuối thời nhà thanh khi thầy vương trị bản dịch cuốn sách sang tiếng trung các nhân sĩ trong nước mới bắt đầu được tiếp cận với đó thầy cao đảo đã dự đoán được cục diện thế giới nhờ phương pháp chiêm dịch bói đồng thời dâng kiến nghị của mình tới thiên hoàng nhật bản thiên hoàng coi trọng cao đảo như quốc bảo mỗi lần có chiến sự thường hỏi ý kiến thầy tây điển mỹ tử nói giờ tổ gia có hai con đường hoặc là hợp tác với chúng tôi hoặc là chúng tôi sẽ giết ông. Tổ Ra khẽ mỉm cười. Hợp tác thế nào? Tây Điền Mỹ Tử nói. Hiện nay ở Trung Quốc có hàng nghìn hội đạo môn. Việc Tổ Ra cần làm là thống nhất bọn họ lại dưới sự giúp đỡ của chúng tôi, bắt họ thuần phục nghe theo mệnh lệnh của sở cung giáo của Đế quốc Nhật Bản. Chúng tôi không gây trở ngại gì đối với các hoạt động thường ngày của các hội đạo môn này, nhưng có hai điều. Thứ nhất, mỗi tháng các ông phải trích một khoản tiền cho chúng tôi để làm kinh phí chỉ đạo. Thứ hai các ông cần phải truyền bá để nhân dân Trung Quốc dần dần tin tưởng người Nhật là bạn bè tốt, đồng tông đồng tộc và cần phải tuyên truyền lý luận, học thuyết của thầy cao đảo. Tổ ra nghe xong, chợt hiểu mọi chuyện, những bí mật ẩn giấu trong thời gian qua được hé mở, mai huyền tử dám hư trương thanh thế, chính bởi được người Nhật ủng hộ, nhân vật lớn chống lưng mà tả Vịnh Thiền đã nói chính là chỉ người Nhật. Ông lại nhớ đến khẩu hiệu gần đây của thiên thánh đạo, can khôn gặp họa lớn, ngay tận thế sắp ập xuống đầu, phúc đến từ phương đông, một lòng cứu độ chúng sinh phương đông ở đây chẳng phải chỉ bọn người nhật sao xem ra người nhật định làm lớn rồi nghĩ đến đây tổ gia nói nếu tôi đoán không lầm mai huyền tử và tả vịnh thiền đều đã ngoan ngoãn theo các người tây điền mỹ tử nói thiên thánh đạo mai hoa hội trịnh đại tiên ở đông sơn nhật lan sư thái ở phúc kiến trung nguyên ngũ hổ đều đã nương nhờ đế quốc nhật bản có sự ủng hộ về mặt kỹ thuật của chúng tôi pháp thuật của bọn họ mới được nâng cao chưa từng có thế mới hốt được từng đống từng đống bạc vậy chứ tổ gia nói vậy trương kế nghiêu cũng bị các người giết chết tây điền mỹ tử nói chính xác hơn là hắn ta bị chính người trung quốc các ông giết trương kế nghiêu cũng giống như tổ gia là kẻ trượng phu nhưng đồ đệ của ông ta tả vịnh thiền lại bị chúng tôi mua chuộc trương kế nghiêu giản cụ vũ hóa thành tiên chính do tả vịnh thiền xúi dục sau khi ông ta bước vào lò tả vịnh thiền đã khóa chặt lối đi trương kế nghiêu bị thiêu sống mà chết tổ gia rất lợi hại đội ngũ mà ông dựng lên cứng như thép như đồng toàn những kẻ cố chấp nhưng vẫn nảy nòi ra một tên phản đồ tứ bá đầu của ông đã nói cho Mai Huyền Tử biết điều cấm kỵ về quan tài tóc đen. Đây chính là điều chúng tôi muốn. Trực tiếp lôi kéo ông chắc chắn không được, nhưng bôi nhọ danh tiếng của ông thì dễ rồi. Nhưng tổ gia quả nhân đáng nể, vẫn phá được tiểu quỷ tương của chúng tôi. Tâm trạng tổ gia càng thêm nặng nề, khi các hội đạo môn trên cả nước còn đang nằm trong ổ cắn nhau thì bọn người Nhật đã nắm giữ đại cục trong tay. Trương kế nghiêu đáng thương, sáng suốt một đời, cuối cùng lại chết trong tay đồ đệ của mình, lòng người ly tán, nước nhà sẽ chẳng còn. Tây Điền Mỹ tử thấy tổ ra không nói gì, bèn nói, tổ ra hãy đi theo tôi. Tổ gia giữ người, hỏi, đi đâu cứ đi theo tôi là được. Hai người quay người bước ra khỏi nhà lao, đi về phía nam 40 mét, đến một nơi trông giống như một nhà xưởng lớn, chỗ cửa ra vào treo một tấm biển ghi dòng chữ, phòng kỹ thuật sở cung giáo. Mời tổ ra vào. Tổ ra bước vào, bên trong cực kỳ rộng rãi, ở giữa có một lối đi, hai bên kê bàn, trên bàn đặt mấy thứ chai lọ, trông giống như phòng thí nghiệm chế tạo các đạo cụ của Trương Tự Chiêm, bao nhiêu con người đang bận rộn với công việc của mình. Tây Điền Mỹ tử nói, các hội đạo môn làm phép nhất định cần phải dọa cho bà con chết khiếp mới được, mấy trò giả thần giả quỷ quê mùa của các ông đã tụt hậu lắm rồi, hãy xem các loại kỹ thuật tiên tiến của các thầy đồng cốt đến đây cùng với quân đội của Nhật Bản. Tiếp tục, bà ta cầm lên một thứ gì đó trông giống như đôi găng tay từ trên bàn, nói, súng bỏ hàn quân dụng. Sau khi cải tiến có thể giấu trong ống tay áo, dùng để giàn cục thiên kiếm trảm thần tiên đã vung kiếm lên núi cũng phải sụp nói đoạn bà ta cầm đôi găng tay lên mở nút khởi động chĩa về phía tấm thép rồi đâm vào đó tấm thép đứt ra làm đôi tổ ra kín đáo gật đầu thán phục tây điền mỹ tử lại cầm lên một lọ thuốc nước ở bàn bên cạnh nói với vẻ rất đắc ý dầu chuối châu mỹ mùi thơm Đức sau khi được xử lý bằng kỹ thuật đông lạnh có thể giàn cục tiên nhân đạp bộ mời tổ ra xem nói xong bà ta nhỏ thứ thuốc nước ấy lên một tấm kính ngay sau đó bốc lấy một đám bột như bột bỉ rác lên trên chỗ nước thuốc kia liền thấy bề mặt chỗ bột đó xuất hiện những dấu vết như dấu chân hồ ly tổ ra xem cái này tây điền mỹ tử đi vào phía bên trong vài bước tới một gian nhỏ mở một thứ trông giống như chiếc máy chiếu ra sau đó lại mở cửa sổ tay chỉ về phía ngoài tổ ra ông hãy nhìn áng mây trên trời kia tổ ra nhìn theo hướng tay chỉ ở phía tây trên bầu trời có một đám mây dày đặc tây điền mỹ tử cài một thứ gì đó trông giống như một tấm phim vào trong chiếc máy chiếu chùm sáng phát ra, trên áng mây lập tức xuất hiện hình dáng của thượng đế. Đèn pin quân sự có thể giàn cục thượng đế xuất hiện trên chiến trường khi hai bên đấu nhau. Nếu vị thần linh trong tín ngưỡng của đối phương ví như Thái Thượng Lão Quân hay Ngọc Hoàng của người Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời, ông nghĩ xem, sư thể sẽ thế nào chẳng phải chính là khả năng mời gọi thần tiên đến ư. Vụ mai huyền tử đốt đèn quỷ bên bờ sông cũng nhờ cả vào kỹ thuật mà chúng tôi cung cấp cho đấy, nếu không, chỉ dựa vào chút bản lĩnh nhỏ nhoi của ông ta, liệu có thể làm giấy lên làn sóng mạnh mẽ đến vậy không? Tổ gia trầm ngâm không nói, nản lòng đến cực độ. Tổ gia có thể phá được tiểu quỷ tương, nhưng e rằng khó mà phá được đại quỷ tương. Tổ gia hãy theo tôi. Nói rồi, bà ta mở cửa bước ra, rẽ ngoặt một cái, dẫn tổ gia đi xuống tầng hầm. Đi được mười mấy mét, tổ gia thấy phía dưới không khác gì địa ngục, hai bên đặt những chiếc cũi sắt, trong mỗi cũi sắt đều nhốt một người. khuôn mặt ai nấy xanh mét, ánh mắt đờ đẫn, thấy có người đến, đều phấn khích hẳn lên, họ há miệng với tay kêu gào thảm thiết. Tây Điền Mỹ tử thuận tay nhặt một miếng thịt lợn sống ở dưới đất lên, ném vào trong, người đó vồ ngay lấy miếng thịt như loài dã dạ thú, ngoạm một miếng to, ngấu nghiến nhai. Tổ ra thấy thế cũng phải dùng mình, sống lưng lạnh toát, những người này, đây không phải là người quỷ đấy. Bọn này đều là những kẻ cầm đầu các đội quân dám dũng cảm đứng lên chống Nhật ở Đông Bắc, bản năng sống cực kỳ mạnh mẽ, dùng để luyện đại quỷ tương thì quá tốt. Nghe thế, tổ ra lòng đau quặn thắt hận một nỗi không thể băm vằm người đàn bà đang đứng trước mặt. Tây Điền Mỹ Tử nhìn tổ ra, nói, hẳn là tổ ra hận tôi đến tận xương tủy rồi. Muốn trách thì phải trách đất nước các ông không thể bảo vệ được bọn họ. Tôi nói rồi, tổ ra chỉ có hai con đường, hoặc là hợp tác, hoặc là chết. Tổ ra được chọn chết theo nhiều cách, chặt đầu, chôn sống, cũng có thể được dùng vào thuật đại quỷ tương. Đột nhiên tổ ra cười lớn, rồi nói, năm 1918, tôi đã từng chết một lần rồi, một kẻ lừa đảo làm đủ thứ chuyện tồi tệ như tôi chết không đáng tiếc tây điền mỹ tử nhếch miệng khinh khỉnh cười sở dĩ chúng tôi để tổ ra sống đến ngày hôm nay bởi thấy ông là người khôn ngoan là nhân tài có thể uốn nắn được mai huyền tử chỉ thuộc loại miệng hồ báo gan thỏ đế tả vịnh thiền bất trung bất nghĩa địa bàn ở giang nam chúng tôi đã chuẩn bị để tổ ra thống lĩnh ông không nên phụ lòng tốt của chúng tôi ngoài ra nói đến đây tây điền mỹ tử đắn đo một chút ngoài ra tổ ra tướng mạo xuất chúng là bậc nhân tài hai năm trước chúng ta gặp nhau ở Nam Việt, đã thương nhớ trong lòng, nếu có công hiến cho Đại Nhật, bên quân đội có thể cho tổ ra được mang thân phận là công dân Nhật Bản. Mai này, sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta có thể cùng nhau về Nhật, nếu tổ ra không ghét bỏ, nói đến đây, Tây Điển Mỹ từ đặt bàn tay thon nhỏ lên vai tổ ra. Tổ ra từ từ đẩy tay bà ta ra, nói, xin hãy để tôi nghĩ đã. Tây Điển Mỹ từ bật cười, nói, muốn chết trên mảnh đất quê hương đớn hè này của ông, hay đến Nhật an hưởng nửa đời còn lại Tổ ra hãy tự mình cân nhắc đêm đó tổ ra ngồi một mình trong phòng giam tất cả mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu óc ông cái đất nước hèn kém này cái chính phủ vô dụng này đám dân tình ngu muội ấy cha mẹ chết trong tay bọn quốc dân em trai và em gái chết trong tay bọn quốc dân bọn quân Việt hỗn chiến với nhau chẳng nghĩ gì cho dân cả nước từ trên xuống dưới đều không thể nào thấy được một tia hy vọng không phải vậy tuyệt đối không phải như vậy vẫn còn những người yêu nước vẫn còn những người đứng lên chống lại chúng không thể là một tên hán gian chỉ cái chết mới có thể tạ tội với dân với nước. Cửa nhà ra mở ra, tổ ra, nghĩ thông chưa hợp tác hay là không hợp tác. Hai, mưu tính của tổ ra. Tổ ra nhận tấm lệnh bài cung giáo từ trong tay Tây Điền Mỹ Tử, trở về ra hoài với thân phận mới kẻ phụng mệnh thiên hoàng. Tổ ra về rồi tổ ra về rồi quản gia kêu lên, Giang Phi Yến, Hoàng Pháp Dung, Đại Bá Đầu, Nhị Bá Đầu và Tam Bá Đầu ảo ra. Tổ ra, tổ ra cười nói với mọi người, ta không sao, ta không sao quản gia vội vàng sai đám người hầu đi làm cơm tẩy trần, mừng tổ gia trở về. Tổ gia nói, không phải vội, nhị bá đầu, ngươi dẫn theo con trai Mai Huyền Tử, rồi cùng ta đến Mai Hoa Hội. Mọi người sững sờ nhìn tổ gia, ông nhìn mọi người, rồi lại nói, không việc gì, mọi người nghỉ ngơi trước đi, tối bàn chuyện tiếp. Mai Huyền Tử lúc này như đang ngồi trên đống lửa, vừa nghe thấy bảo tổ gia đưa công tử về, liền bật dậy chạy ra cửa tiếp đón. Hai người vào nhà, tổ ra nói, Châu về hợp phố rồi đây, rồi giao tận tay con trai cho Mai Huyền Tử. Mai Huyền Tử ôm chặt đứa con trai, giao lại nó cho người hầu, sau đó nói, tổ ra, có chuyện gì xảy ra vậy? Tổ ra cười, tôi đang muốn hỏi Mai Sư Phụ xem đã xảy ra chuyện gì đây? Mai Huyền Tử ấp a ấp úng, hôm đó, tôi chỉ muốn cùng tổ ra nói những điều trong lòng. Là chuyện hợp tác chứ gì Mai Huyền Tử kinh ngạc. Tổ ra giơ tay, lấy ra tấm lệnh bài cung giáo, đập lên bản. Tôi cũng có, kìa mai huyền tử lúng túng việc tổ gia nói ông có tôi có tả vịnh thiền cũng có thiên hoàng vừa muốn chúng ta làm việc cho ông ta vừa không muốn chúng ta đoàn kết với nhau cho nên tả vịnh thiền mới có thể tranh thủ lấy lòng đem chuyện ông thông đồng với tề xuân phú nói cho tôi nghe là hắn ta ư mai huyền tử kinh ngạc hỏi tổ gia nhếch miệng cười đây chính là điều mà thiên hoàng muốn trông thấy tất cả chúng ta cùng làm việc cho bọn họ nhưng cùng lúc đó tất cả chúng ta đều không đoàn kết chắc chắn bọn họ đã hứa với ông, cho ông ngồi lên chiếc ghế cao nhất ở Giang Nam. Việc này, Mai Huyền Tử toát mồ hôi. Chà chà, Mai Sư Phụ cứ yên tâm, chiếc ghế đó không phải của ông đâu, là của tôi. Tổ ra lạnh lùng nói. Ông cũng trở thành hán gian rồi sao Mai Huyền Tử sợ hãi hỏi, tôi làm hán gian còn tốt hơn ông làm kìa. Nói xong, tổ ra đứng dậy, đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại. Đêm đó, đường khẩu nhuận nhịp vô cùng, tổ ra bình an trở về, mọi người cùng phấn khởi, vui mừng khôn xiết. Tại bàn ăn, Giang Phi Yến hỏi ông xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tổ gia nói, có chút kinh sợ nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Tôi bị đưa đến tô giới pháp, rồi bị áp giải đến một nhà lao bí mật, các người không thể tìm thấy được. May mà giả tứ gia có chút thế lực ở tô giới pháp, tôi cho tên lính canh vài đồng, bảo hắn gửi cho ông ta bức thư. Giả tứ gia đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc đồn cảnh sát nên chúng mới chịu thả tôi ra. Bọn người Nhật muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi phải đến phủ giả tứ gia trốn một thời gian. Bây giờ tình hình bất căng mới dám quay về. Để yến tỷ và các huynh đệ phải lo lắng, kính cả nhà một chén nào. Tất cả mọi người cùng nâng chén, nói, tổ gia là người tốt, tất được trời phù hộ. Sau bữa cơm, mọi người đều giải tán, tổ gia mời Giang Phi Yến đến thư phòng, mới kể lại toàn bộ sự thật. Sau khi nghe xong, Giang Phi Yến giật mình hỏi, tổ gia đồng ý với người Nhật thật sao? Tổ gia nhếch miệng cười, nói, cúi đầu không bị thiệt, yến tỷ hãy nghe tôi nói. Giang Phi Yến ngồi lắng nghe từng lời từng lời đầu lông mày mới dần dần giãn ra, nhưng rồi bà lại cảm thấy lo sợ trong lòng, nói, tổ ra, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tổ ra thở dài, đành phải làm vậy, không còn cách nào khác. Giang Phi Yến nhìn khuôn mặt sầu não của tổ ra, trong lòng trào lên niềm cảm thương, tổ ra, hay là, Yến tỷ định nói gì cứ nói thẳng đi. Hay là, thân là đại sứ bá mà lúc này lại tỏ rõ thái độ vô cùng do dự, chính bà cũng cảm thấy khó mở lời, nửa muốn nói nửa muốn thôi, hay là gì tổ gia không hiểu, liền gặng hỏi. Giang Phi Yến ngẩng phát đầu lên, nhìn tổ gia bằng ánh mắt chan chứa ân tình, hay là chúng ta cùng ra đi. Tổ gia ngây người, chúng ta cùng đi tâm ý của Giang Phi Yến, không phải ông không hiểu. Khi gặp Giang Phi Yến lần đầu tiên vào năm 1932, ông đã đọc được hai chữ ái mộ trong ánh mắt bà. Năm 1933, khi tổ gia dẫn Trương Tự Chiêm đến Việt Hải Đường xin kết làm thông gia, Giang Phi Yến gặng hỏi tổ gia tính chuyện trăm năm của mình thế nào, tổ gia cũng hiểu rõ ý bà, nhưng ông luôn cố ý né tránh. Không phải tổ ra không có tình cảm, không yêu thương bà, mà bởi ông nghĩ, thân làm A Bảo, thực sự không nên kết hôn, hai kẻ bịp bợm kết duyên với nhau, con cái vừa được sinh ra đã mang danh đứa nhóc bịp bợm, bản thân đã đi trên con đường này. Ông không muốn con cái của mình cũng sống với thân phận của kẻ lừa đảo. Hơn nữa, đối với một A Bảo, nguy hiểm luôn rình rập, không biết mình ngày nào sẽ phải mất mạng, bỏ lại mẹ quá con côi cho bọn kẻ thù tìm đến báo thù, sống sao cho nổi. Chưa kể, hai người đều cùng là đại sư bá nếu kết hợp lại với nhau lẽ nào không làm chấn động khắp vùng đông nam á bạn bè đồng đạo trong nước chẳng nói làm gì bạn bè của giang phi yến và tổ gia ở hương cảng đài loan ma cao và bạn bè ở các nước đông nam á khác lại nhiều làm như vậy các huynh đệ trong đường khẩu sẽ nghĩ thế nào sau này một khi xảy ra xung đột giữa các huynh đệ của hai đường khẩu thì biết xử lý kiểu gì ai có thể đảm bảo hai đường khẩu sẽ sống hòa thuận mãi mãi điều quan trọng hơn cả là trong tình hình hiện nay làm sao tổ gia có thể bỏ đi cùng bà được. Năm xưa, khi tiếp quản Mộc Tử Liên từ tay Trương Đan Thành, ông đã hạ quyết tâm dẫn dắt phái Giang tướng trở nên xá lạn, huy hoàng, luôn kiên định quan điểm cướp của người giàu chia cho người nghèo, thưởng thiện phạt ác. Nay, người Nhật muốn thao túng tất cả các hội đạo môn ở Trung Quốc, lại biết được âm mưu phía sau của chúng, mình thân là chủ soái phái Giang tướng, đâu thể bỏ chạy được. Giang Phi Yến thấy tổ gia không nói gì, cũng hiểu được phần nào, bà nói, một mình tổ gia không thể thay đổi được đại cục, tôi cũng không thể làm được. Cái chết của ngũ nương khiến tôi đột nhiên nhận thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng đến vậy. Tôi muốn được sống những ngày tháng của một người bình thường. Chúng ta có thể giao lại đường khẩu cho người khác. Bao nhiêu người muốn tranh giành vị trí này còn không được. Chúng ta cùng ra nước ngoài. Đến một nơi không ai có thể tìm được mình. Mai danh ẩn tính. Sống quãng đời còn lại trong yên bình. Khi xúc động, Giang Phi Yến bất giác đặt tay bà lên tay tổ ra. Không phải tổ ra không muốn sống những ngày tháng như vậy. Chỉ cần ông bỏ đi là xong, bọn người Nhật không thể tìm được, người Trung Quốc cũng không thể tìm được. Ông cũng không cần phải ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách giàn cục, không cần phải hao tổn tâm sức lo nghĩ kế sinh nhai cho đường khẩu. Nào là chát phi, nào là đoán mệnh, nào là phong thủy, gạt bỏ hết ra khỏi đầu óc, chỉ còn lại hạnh phúc đời thường. Ông có thể nắm tay Giang Phi Yến, cùng bà đi dạo trên bờ biển trong ánh hoàng hôn óng ánh sắc vàng của nước Pháp, dạo chơi trên đại lộ dập bóng mát ở nước Anh, hay tay trong tay với bà trong một giáo đường tráng lệ ở Mỹ nhưng các huynh đệ của đường khẩu sẽ thế nào sau khi ông bỏ đi ai sẽ cầm lái các huynh đệ kéo đến đầu hàng giặc nhật bán nước cầu vinh hay sẽ liều mạng vật lộn với chúng tất cả sẽ bị người nhật giết chết hay sẽ như chim vỡ tổ tan tác muôn nơi bộ dạng sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ của đại bá đầu ánh mắt thể chết mãi trung thành của nhị bá đầu những giọt nước mắt phó thác cho đến hết đời của trương tự chiêm tiếng ai thán trước tình cảnh lẻ loi không nơi nương tựa của hoàng pháp dung tất cả đã trói buộc con tim tổ gia giang phi yến thấy tổ gia vẫn không nói gì bèn ruột tay lại cõi lòng chào dâng nỗi niềm thê thiết mãi lâu sau bà nói tổ ra có phải thân này của giang phi yến không trong sạch tổ ra mới không thương yêu tổ ra ngẩng đầu nhìn bà ánh mắt chất chứa nỗi niềm yến tỷ hiểu lầm rồi yến tỷ đã vì phái giang tướng mà đánh đổi mọi thứ tôi chỉ một lòng kính phục đâu dám có ý ghét bỏ tôi tôi không thể bỏ mặc các huynh đệ tôi đã lên một kế hoạch giang phi yến không nói nữa chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe ngày hôm sau tổ ra gia tiễn giang phi yến bà mang theo chuyện cơ mật đã bàn bạc với tổ gia, lặng lẽ trở về Nam Việt. Giang Phi Yến rời đi chưa được bao lâu, tổ gia liền cho gọi Hoàng Pháp Dung đến. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi nói ta nghe xem thế nào. Cặp mắt to tròn của Hoàng Pháp Dung chấp chấp liên tục, hỏi, tổ gia có gì cần căn dặn. Tổ gia hỏi, nếu một ngày nào đó ta không may gặp nạn, mục tử liên sẽ do ngươi lèo lái, ngươi thấy thế nào? Hoàng Pháp Dung vừa nghe thấy thế, khuôn mặt nhỏ bé tái mét, quỳ sụp xuống thưa, tổ gia, con không dám, con không dám. Tổ gia vẫn điềm tĩnh nói, kẻ dám ngông cuồng bàn tính đến chuyện nếu đại sư bá có mệnh hệ gì, chết, kẻ dám chia rẽ đường khẩu, chết, hẳn ngươi phải biết phép tắc này chứ. Hoàng Pháp Dung sợ hãi bật khóc, run cầm cập nói, xin tổ gia tha tội, xin tổ gia tha tội. Tổ gia lườm bà ta một cái, nói, niệm tình ngươi phạm tội lần đầu, nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối không tha tổ gia gần giọng nhấn mạnh từng từ. Hoàng Pháp Dung dập đầu côm cốc xuống đất, luôn miệng nói, tạ ơn tổ gia, tạ ơn tổ gia nhưng trong lòng thầm nghĩ. Sao ông ấy lại biết những điều mình nói với mẹ nuôi lẽ nào mẹ nuôi đã bán đứng mình ư? Ừ. Đừng đoán giả đoán non nữa, ta tuy không có ở đường khẩu, nhưng tất cả mọi chuyện đều không thể giấu được ta. Tổ gia nói, Hoàng Pháp Dung run bắn người, đây khác nào cơ quan đặc vụ, hay bọn hoạn quan nhà thanh. Ngươi đứng lên tổ gia thở dài, Hoàng Pháp Dung run lầy bẩy đứng dậy. Ngươi là con nhóc thông minh, nhưng người ta bảo rồi, hết khôn dồn đến dại. Ngươi không hiểu được đạo lý này sao tổ gia nói, Hoàng Pháp Dung vội nói, tổ ra, con không dám nữa, con không dám như vậy nữa. Tổ ra gật đầu, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, xin tổ ra cứ sai bảo. Ta muốn ngươi về quê nhà Sơn Đông một chuyến. Làm gì ạ? Con không muốn về nhà, cha mẹ con sẽ ép con lấy chồng. Ta không bảo ngươi về nhà mình, mà bảo ngươi đi giao châu, nắm bắt tình hình của trịnh bán tiên, xem xem quy mô đường khẩu của hắn, số đệ tử, cả thủ đoạn chat phi gần đây của hắn. Hoàng Pháp Dung nói, việc này không khó gì, con có thể lấy danh nghĩa bái sư học đạo, trà trộn vào đường khẩu của ông ta, sao thầy lại muốn điều tra ông ta ông ta và chúng ta không chung địa bàn mà. Ngươi cứ làm theo ta bảo là được. Ngoài ra, hãy chuẩn bị chút bạc, lẳng lặng nhất vào nhà mình, mặc dù không thể quay về, nhưng không được quên ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mắt hoàng pháp dung đỏ hoe, cúi đầu nói, tạ ơn tổ gia nói rồi cáo lui. Tổ gia nhìn theo bóng hoàng pháp dung, sắc mặt đanh lại. Ngày hôm sau, hoàng pháp dung sửa soạn hành lý, nhận một khoản tiền lớn, mau chóng về Sơn Đông, suốt dọc đường đi, bà ta cảm thấy thật lạ, sao tổ ra lại cho mình nhiều tiền để báo đáp cha mẹ đến vậy, lòng vừa thầm vui mừng, vừa dự tính nhiều chuyện. Bà không hề hay biết, đây chính là số tiền bán mạng cuối cùng mà tổ ra đưa cho mình. Tổ ra đã quyết định trừ khử Hoàng Pháp Dung. Cùng lúc này, nhị bá đầu gấp rút đến Bắc Bình, tam bá đầu chạy đến Hà Bắc, ván cờ của tổ ra đã bắt đầu. Ba, ngũ bá đầu rút em. Một cái Tết nữa lại đến đất nước Trung Quốc đón chào năm 1935 với đầy biến động. Mùa xuân lạnh giá, vết thương của ngũ bá đầu Lương Văn Khâu lại tái phát, tay phải đau nhức không chịu đổi, tổ ra thấy vậy, rất đau lòng. Vị bá đầu già đã đi theo mình 12 năm trời, luôn một lòng trung thành, mái đầu này đã bạc trắng, cả đời làm A Bảo, không vợ không con, dâng hiến mọi thứ cho phái giang tướng. Đêm đó, tổ ra sai người làm một bâm cơm, mời Lương Lão đầu đến. Lương ra, tay ông đỡ chưa? Tổ gia ân cần hỏi, tổ gia rất ít khi gọi ông ta là lương gia tuy ông lớn tuổi nhưng lễ nghĩa trong đường khẩu không thể thay đổi được ngày thường trước mặt các huynh đệ tổ gia luôn gọi ông là lão ngũ không đáng ngại lắm đã khiến tổ gia lo lắng rồi lương văn khâu trong lòng rất vui lương gia chắn cho ta một viên đạn ta suốt đời không quên ơn tổ gia quá lời rồi tổ gia là đường chủ là huynh đệ tôi làm vậy mới phải lương gia ông đã tính đến những ngày tháng sau này chưa lương văn khâu ngớ người vội hỏi tổ gia tôi vẫn có thể làm được việc, tôi vẫn làm được mà ông ta tưởng tổ ra nghĩ tay chân mình không còn nhanh nhẹn, muốn đá mình. Tổ ra thở dài nói, lương ra, ông và ta đều biết nỗi khổ khi làm một A bảo, bề ngoài vàng đeo bạc rắt, mặt mày hả hê. Nhưng chúng ta không bằng người ta, bước vào con đường này, vài người có thể gác kiếm, nhưng có người cả đời không thể gột rửa được, lương ra chưa từng lấy mạng người khác, có thể rửa tay. Lương Văn không nghe thấy thế, vội nói, tổ ra khiến tôi thấy run sợ rồi, tôi sinh ra là người của đường khẩu, chết là ma đường khẩu, tuyệt đối không làm phản. Lương gia, hôm nay không có ai ở đây, chỉ còn hai huynh đệ ta, có thể nói những lời gan ruột, ông không cần phải câu nệ lễ tiết. Ừm, nhà lương gia có bốn người, cha mẹ đều mất sớm, chỉ còn một cô em gái lấy chồng tận Hàng Châu. Bao năm nay, lương gia bộn bề công việc, mộ phần của cha mẹ lâu không người quét dọn, những người như chúng ta, liều mạng trong giang hồ, cả ngày chỉ biết chém giết, một chút bất cẩn sẽ mất mạng, việc này ông biết, ta biết, các huynh đệ đều biết rõ, chỉ có điều mọi người không muốn đối diện với nó, biết rõ là một cơn mộng, nhưng không ai dám tỉnh lại. Những giọt nước từ khóe mắt Lương Văn Khâu lặng lẽ lan xuống. Mắt tổ ra cũng đỏ lên, ông nói đầy xót xa, ta không thể buông tay được nữa, không có đường lui, đời này ta phải vậy, kiếp sau làm người. Ta hy vọng ông trời sẽ không sắp đặt như vậy nữa. Tổ ra, uống một chén nào. Lương Văn Khâu nâng chén, uống cạn. Tổ ra nói tiếp, ông biết đấy, đường khẩu có quy định, một ngày làm A Bảo, cả đời phải làm A Bảo, chết già cũng không thể rút khỏi đường khẩu, nhưng từ sau khi ta tiếp quản đường khẩu, đã có tiền lệ. Ngày Chu Trấn Long rời đi, ta không ngăn cản vì ta tin ông ấy, ta biết ông ấy sẽ không bao giờ nói ra bí mật của đường khẩu. Bây giờ ta sắp có tiền lệ thứ hai, lương gia có thể rời khỏi đường khẩu, cầm theo bạc, ra ngoài tìm một phụ nữ, sống cuộc sống của một người bình thường. Những lời này của ta là thật tâm, mong lương gia hiểu cho. Tổ gia, lương văn khâu cảm động rơi nước mắt, hãy cầm tiền bạc đi về phía nam, càng xa càng tốt, đừng đi về phía bắc, rất có thể người Nhật sẽ đưa đại quân nam tiến. Đại quân nam tiến ư? Ừm những việc này lương gia không cần phải bận lòng, về sau nếu gặp khó khăn bên ngoài, vẫn có thể quay về đường khẩu. Nhưng ta vẫn phải nhắc lại một lần nữa luật của đường khẩu, tư thông với người ngoài, chết, tiết lộ bí mật của đường khẩu, chết, chia rẽ đường khẩu, chuyển địa bàn, chết. Tổ gia Lương Văn Khâu liền quỳ xuống, ôm chân tổ gia, nước mắt trào ra ướt nhòe khuôn mặt già nua. Tổ ra, tổ ra, sau đó ông ta gục đầu vào chân tổ ra, tỏ ý tạ ơn. Trong A Bảo Thiên đã viết, ngã tòng phàm gian lai tác tướng, phàm gian nhất thiết dài qua vãng, lôi đả hòa thiêu bất tẩu phong, sinh sinh tử tử tướng môn trung. Đây là những điều mà bất cứ một người nào gia nhập vào phái giang tướng đều phải thề, nghĩa là tôi từ một người bình thường trong thế gian trở thành A Bảo, làm kẻ lừa đảo gạt người, không lưu luyến mọi chuyện của thế tục, cho dù có bị xét đánh hay bị thiêu chết tôi cũng không rời khỏi đường khẩu sống hay chết đều ở đường khẩu. Nếu một người đã bước chân vào phái giang tướng thì cả cuộc đời đừng nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi. Một vài người bị cuộc sống bức bách phải gia nhập đường khẩu, được một thời gian, có chút tiền bạc, lại muốn bỏ chạy, tất cả đều bị bắt lại và giết chết. Nếu có thể an toàn thoát khỏi đường khẩu, xem như đã được sinh ra một lần nữa. Lương Văn Khâu đã được tái sinh như vậy. Mấy ngày sau, được tổ ra sắp xếp tại đường hội, Lương Văn Khâu có bệnh xin từ chức bá đầu, tổ ra đồng ý để ông ta lui về tuyến hai tất cả mọi người đều cho rằng ông ta lui về tuyến hai thật, không ai biết đây là lần vĩnh biệt. Sau đó, lấy danh nghĩa về quê nhà thăm bồ mả cha mẹ, Lương Văn Khâu đã một đi không trở lại, mãi mãi rời khỏi đường khẩu. Trước khi đi, ông cúi lại tổ ra ba lại, tổ ra ôm lấy ông, hai huynh đệ cùng khóc, rồi vĩnh biệt nhau trong chốn giang hồ. Sau khi Lương Văn Khâu đi khỏi, chức vị ngũ bá đầu liền bị trống. Trương Kỳ Linh quê gốc ở Phúc Kiến, 18 tuổi gia nhập đường khẩu, làm tay chân dưới trướng của tiết gia nhân. Người này là nhân tài do Tam Bá Đầu phát hiện ra, ông nội hắn là chuyên nhân của phái phong thủy Tam Hoàng, học sơ sơ được chút kiến thức từ ông nội, hắn liền bắt đầu kê sạp làm ăn, nhưng người này xuống tay quá chớn, hét giá rất cao, lại còn ngạo mạn, lâu dần, người đến xem càng ngày càng ít, việc làm ăn dần dần ế ẩm. Năm 1932, khi Tam Bá Đầu dẫn mấy tay chân ra phố luyện tay nghề, Trương Kỳ Linh vừa hay cũng đi qua, kẻ ngồi không thường hay nhiều chuyện, hắn ngóng chuyện rồi phát hiện ra chỗ thiếu sót trong lý luận của Tam Bá Đầu, Liên xô mọi người ra tranh luận, khiến Tam Bá Đầu phải mất mặt. Sau sự việc đó, Tam Bá Đầu cho tay chân theo dõi hắn, còn mình về báo việc này cho Tổ gia. Tổ gia nghe xong, nói, có thể chiêu an hắn không? Tam Bá Đầu nói, để con đi thử xem. Sở dĩ Tam Bá Đầu chủ động xin chỉ thị cấp trên như vậy, bởi ông ta cũng từng trải qua những việc tương tự, nên biết rõ tâm lý của các thuật sĩ đang nản lòng thoái chí. Sau khi tìm được Trương Kỳ Linh, Tam Bá Đầu liền nói toạc ý định của mình rồi kể lại quá trình khi mình được tổ ra cho gia nhập đường khẩu, sau đó lại phóng đại một hồi về cảnh tượng sau khi gia nhập, bà cứ được tuồn vào túi ảo ảo. Nghe thấy vậy, Trương Kỳ Linh chợt nghĩ, mình đã tìm được một tổ chức hẳn hoi, liền vỗ đầu nói, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Con người đứng trước tiền bạc của cải rất dễ bụ mẫm, dễ quên đi những thị phi tối thiểu, hắn mới chỉ nghe thấy tam bá đầu nói đến những đống bạc trắng lóa, chứ không biết một khi vào nghề rồi sẽ có thể đứt tay cụt chân, không khéo còn mất mạng nếu biết trước được việc sẽ bị tổ ra giết năm 19 tuổi. Hắn ắt không đời nào gia nhập đường khẩu. Trương Kỳ Linh có một chút thần thông quảng đại, hắn có thể phát thảo ra từng dãy núi trong cả nước, Bắc tận Côn Lôn, Nam đến Hải Nam, Tây bắt đầu từ Himalaya, Đông đến tận Phúc Kiến, hắn thuộc lầu những mỏn núi lớn nhỏ trong đầu. Sau khi đến đường khẩu, tổ ra sắp xếp cho hắn làm tay chân của tam bá đầu, bản thân hắn rất mừng rỡ, mỗi lần giàn cục đều thể hiện hết mình, từ khi bước chân vào mục tử liên, hắn đã tham gia vào mười mấy vụ giàn cục phong thủy lớn nhỏ tam bá đầu từng đề bạt tên này lên làm bá đầu tổ gia chỉ nói qua quyết rằng tạm thời đường khẩu không thay đổi quy định chỉ có năm bá đầu đối với loại người nhìn thấy tiền là sáng mắt này tổ gia xưa nay khá thận trọng sau khi lương văn khâu đi tam bá đầu bắt đầu ra sức đề cử trương kỳ linh kỳ thực vẫn còn một người nữa muốn tranh giành chức vị này đó chính là hoàng pháp dung nhưng chuyện Hoàng Pháp Dung và Giang Phi Yến dám ngang nhiên bàn đến chuyện người kế nhiệm đường khẩu đã bị quản gia ngô lão nhị của tổ gia nghe trộm được và báo lại cho tổ gia. Tổ gia liền đổi ý, thế nên Hoàng Pháp Dung hiện giờ vẫn nằm trong ván cờ của ông, đang bán mạng cho ông. Chỉ có Hoàng Pháp Dung không hay biết rằng, đây là lần cuối cùng mình có thể bay nhảy. Trương Kỳ Linh lên nhậm chức ngũ bá đầu trong tiếng trúc tụng của mọi người. Từ đó, Trương Kỳ Linh và Tiết Gia Nhân kết thành bè đảng sống chết có nhau, cho đến khi cùng nhau làm phản và cùng nhau nhận lấy cái chết. 4 bí mật gặp mai huyền tử đức phật dạy vạn pháp giai không nhân quả bất không nhân quả tương báo như ảnh tùy hình người ta có thể không tin tất cả mọi thứ nhưng luật nhân quả thì không thể trốn thoát được con người ta làm cái gì nhất cử nhất động cũng bị ông trời soi xét ghi lại trong một cuốn sổ quan tài tóc đen bá đầu làm phản vụ quỷ tương đầy sóng gió gặp thích khách ở khách sạn tây nhã bị cầm tù ở ngụy mãn châu việc buộc phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết Bao nhiêu việc liên tiếp diễn ra khiến tổ gia cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không thể oán trách được người khác, con đường này do ông tự chọn lấy. Hồi tưởng lại những năm tháng đã qua của phái giang tướng, ngoài lừa đảo ra, vẫn chỉ là lừa đảo, ngày ngày mưu tính hại nhau, chém chém giết giết, hết lần này đến lần khác, bây giờ, cuối cùng lại khiến mình rơi vào cảnh lưỡi đao kề cổ. Lần đầu tiên ông phải băn khoăn nghĩ lại việc mình gia nhập phái giang tướng là đúng hay sai, ông nhớ đến Trương Đan Thành, uy phong khắp trốn, hô mưa gọi gió, Cuối cùng thì sao đây không vợ không con, rơi nước mắt lìa đời khi người mang khuyết tật. Ông nghĩ đến kiểu ngũ muội tung hoành giữa hàng quân cả đen lẫn trắng, đoán biết được thiên cơ, nhưng lại không thể đoán biết được chuyện mình sẽ đột tử. Ông nghĩ đến trương kế nghiêu, cả cuộc đời sắm vai đứng cứu thế, cuối cùng lại chết thảm trong cái lò bát quái của chính mình. Người tiếp theo biết đâu lại là mình cũng nên. Thậm chí tổ ra bắt đầu ngưỡng mộ lương văn khâu, ngưỡng mộ ông ta có một vị đại sư bá tốt, ngưỡng mộ ông ta có thể bắt đầu một cuộc đời mới còn mình cưỡi trên lưng hổ khó mà xuống, chân có đạp cua cũng vô ích. Tổ gia không sợ chết, nhưng ông biết, việc ông phải làm còn chưa xong, và việc gì có mở đầu đều có kết thúc, gánh nặng có nặng gánh hơn, cũng vẫn phải ghé vai vào. Lần này không phải vì mình, càng không phải vì phái giang tướng, mà vì đất nước Trung Hoa, tổ gia bắt đầu nghĩ đến đối sách tiếp theo, nước cờ này rất nguy hiểm. Chỉ cần một chút bất cẩn sẽ thua hoàn toàn, chuyện sống chết của bản thân không còn quan trọng nữa, quan trọng là các hội đạo môn của Trung Quốc đi theo hướng nào người nhật sẽ làm thế nào dân tộc trung hoa sẽ ra sao bao nhiêu năm nay tổ ra giàn cục vô số ông chưa từng biết sợ điều gì nhưng lần này ông đã sợ bởi ông không được phép thua thua sẽ là tội nhân thiên cổ tổ ra khổ sở nghĩ cách giàn cục cuối cùng ông đã tìm được cửa đột phá đêm hôm đó ông dẫn theo hai tay chân thân cận đến mai hoa hội bí mật gặp mai huyền tử mai sư phụ đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ sau khi vào nhà tổ ra chắp tay hỏi thăm việc này khiến chống ngực mai huyền tử đập loạn lên đầu óc ông ta vốn đang dối mù về chuyện tổ ra làm hán gian đêm hôm lại thấy tổ ra đến thăm càng khiến ông ta vạn lần ngờ vực tổ ra đại giá quang lâm có gì chỉ dạy mai huyền tử hỏi tôi đến để cùng ông bàn xem làm thế nào để phục vụ thiên hoàng tốt nhất tổ ra nhếch miệng cười nhạt thách gì cơ mai huyền tử sững sờ tổ ra thật biết đùa theo tôi thấy tổ ra và phái giang tướng chẳng đời nào chịu làm hán gian đâu tổ ra cười lớn mai sư phụ quá khen rồi tôi chỉ là hạng dân đen những kẻ lừa đảo như chúng ta, sống được ngày nào hay ngày ấy, chết thì đi chầu trời, còn bận tâm đến đạo nghĩa gì nữa. Mai huyền tử lại ngớ người ra, tổ ra ít khi nói những lời bậy bạ, lần này lại khác hoàn toàn. Không phải Mai sư phụ cũng đã làm hắn gian sao? Tổ ra hỏi vặn một câu. Khà khá Mai huyền tử khẽ cười, đúng vậy, phương lừa đảo như chúng ta, sống được ngày nào hay ngày ấy, chết thì đi chầu trời. Tổ ra mỉm cười, Mai huyền tử quả thật không đơn giản. Cái ghế giang nam đệ nhất, Tôi vẫn thấy Mai sư phụ ngồi là hợp nhất." Tổ gia nói. Mai Huyền Tử lắc đầu, cười khà, "nên móng mai hoa hội non kém, làm sao bị được với phái Giang tướng của tổ gia đã sừng sững hiên ngang suốt 300 năm, trước đây nhờ có người Nhật chống lưng, chúng tôi mới gần đầu lên được. Nay tổ gia cũng được Thiên Hoàng Nhật ban lệnh bài cung giáo, chiếc ghế Giang Nam đệ nhất này không thể thuộc về ai khác ngoài tổ gia." Tổ gia lại lắc đầu, "Mai sư phụ quá khiêm tốn rồi, nếu tôi và ông đều không thích hợp vậy đành phải nhường lại cho kẻ hiện tại như tả trưởng môn của thiên thánh đạo rồi tổ ra khá giả hoạt. Ông muốn thăm dò xem Mai Huyền Tử đánh giá thế nào về tả Vịnh thiền Cuối cùng khiến Mai Huyền Tử nổi sung lên, nói, cái thằng xúc sinh đó trương kế nghiêu chính do hắn ta hại chết một ngày là thầy, suốt đời là thầy, bất kể đi theo chính đạo hay tả môn. Sư phụ vẫn là sư phụ, giết thầy khác nào giết cha, thằng đấy còn được coi là người không. Tổ gia vẫn thản nhiên, lầm bẩm, sống được ngày nào hay ngày ấy, chết thì đi chầu, chưa nói hết câu, Mai Huyền Tử đã cắt ngang lời, tổ ra, thôi đừng diễn kịch nữa chúng ta qua lại với nhau không phải mới ngày một ngày hai, ông là con người thế nào, tôi đây biết rõ, ông dám làm hán gian, không sợ cửu ra cắt cổ sao. Tổ ra lại cười, con người tránh sao được cái chết, làm hán gian cũng chết, không làm hán gian cũng chết, trước khi chết được nở mày nở mặt, cũng đáng. Mai Huyền Tử đứng phát dậy, văn mắt lên nhìn tổ ra, mấy từ tôi coi khinh ông giết qua kẽ răng. Tổ ra vẫn ngồi ung dung, nói, Mai sư phụ, ông quay người lại đi." Mai Huyền tử ngơ ngác, "Ý, ý ông là gì?" Tổ gia chỉ vào tấm gương kiểu Tây phía sau lưng Mai Huyền tử, nói, "Hãy nhìn người trong đó, nói khinh ông ta trước đi." Mai Huyền tử điên tiết quay người lại, chỉ chừng chừng không chớp mắt mà nhìn vào mình trong gương, đột nhiên ông ta gào lên, "Chó chết rồi phẩy tay!" xoảng một tiếng, chiếc gương bị đẩy xô đổ xuống đất, ông ta điên tiết quay lại nhìn tổ gia, gần giọng nói, "Tôi biết rõ ông không phải hán gian, ông cũng không thể làm hán gian." Bây giờ tôi nói cho ông biết, ông nghe cho rõ đây, tôi Mai Huyền Tử cũng không phải hán gian. Tổ gia dùng mình vì vui mừng, đây chính là điều ông mong đợi. Năm xưa, khi Mai Huyền Tử tự lập môn phái ở Thượng Hải, tổ gia đã phái người đi điều tra, sau khi biết ông ta là đệ tử của bậc thầy quốc học đức cao vọng trọng Mai phủ tổ, ông đã nhìn kẻ hậu sinh này bằng con mắt khác. Mai phủ tổ là đại sư quốc học, nhân phẩm và tài hoa đều thuộc đẳng cấp hàng đầu. Lão tiên sinh cả đời dạy học chồng người, học sinh khắp thiên hạ, sau khi xuất ra một lòng thanh tu cùng Lý Thúc Đồng tiên sinh, người theo Phật, kẻ theo đạo, trên quỹ đạo cuộc đời khác nhau đều lãnh ngộ được cảnh giới khác nhau, cuối cùng một người thành Phật nhập cõi Niết bản, một người thành tiên cưỡi mây đỏ bay về trời. Thầy nào cho ấy? Học trò của thầy phủ tổ dù thế nào cũng không thể là thứ bỏ đi được, còn việc tại sao Mai Huyền Tử rời khỏi đạo môn hoàn tục, tự lập đường khẩu ở bến Thượng Hải, nguyên do bên trong không ai biết rõ, tổ gia khi đó cũng không sao hiểu nổi. Tổ gia hãy đi theo tôi. Mai Huyền Tử đã bình tâm lại đôi chút, tổ gia biết, bí mật thật sự sắp được hé mở. Hai người bước vào căn phòng phía tây, tổ ra nhìn thì thấy một tấm bài vị, trên đó ghi, linh vị sư tổ mai công phủ tổ. Mai huyền tử rút ba nén nhang, châm lửa, cung kính cắm vào lư hương, rồi vái ba vái. Sau đó, ông kể cho tổ ra nghe nguyên nhân ngọn nguồn việc bình hoàn tục. Sống tại gia đã khó khăn, xuất gia còn khó khăn hơn, bất kể là tăng hay đạo. Người xuất gia chân chính đều không phải người muốn lánh đời cầu sự thanh tịnh, việc đó gọi là chạy trốn, chứ không phải thanh tu, trong hoa nghiêm kinh phẩm phổ hiền hạnh nguyện đã nói do như lên hoa bất trước thủy diệt như nhật nguyệt bất chú không hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mặt trăng và mặt trời treo lơ lửng giữa trời nhưng không hề dựa dẫm vào thứ gì cảnh giới được thông dong thư thả khác thường không phải dựa vào việc trốn tránh lánh đời mà đạt được trong lịch sử có vô số bậc cao tăng đại đức đều là các tấm gương chuyên tâm tu tâm đức mỗi hành động việc làm mỗi phút mỗi giây đều nghĩ cho muôn dân luôn một lòng từ bi cầu nguyện cho muôn dân trong khoảnh khắc nhập cõi niết bản vẫn nghĩ đến muôn dân khi sắp về trời vẫn luôn phát nguyện không bỏ mặc chúng sinh giống như địa tạng bồ tát đã phát nguyện địa ngục vị không thể bất thành phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề bởi vậy nhất thời xuất gia thì dễ xuất gia cả cuộc đời mới khó mai huyền tử chính là minh chứng cho câu nói này ông ta mang trên người quá nhiều thói hư tật xấu đặc biệt là cờ bạc ông ta không thể bỏ được cho dù mai phủ tổ giáo hóa hết lần này đến lần khác ông ta vẫn tật xấu khó bỏ có lần thậm chí ông ta còn nghĩ đến chuyện lấy dao chặt đất tay mình. Về sau, trong một cơ hội ngẫu nhiên, ông ta nghe được các sư huynh to nhỏ với nhau, nói rằng, trong tàng kinh các ở hậu viện có cuốn sách kỳ môn độn giáp do thầy Mai Phủ Tổ chú giải. Tin này khiến Mai Huyền Tử dùng mình. Kỳ môn độn giáp là thuật dự đoán thuộc tầng bậc cao nhất của dịch học, thời xưa còn được bệnh danh là đế vương chi học, nó hàm chứa rất nhiều yếu tố dự đoán, dùng ngũ hành, can chi, cửu cung, bát quái, tinh thần, sao thần, của vĩ thư trong thiên bản, địa bàn, môn bản được coi là cuốn tuyển tập văn hóa thần bí của trung quốc người xưa nói học hội kỳ môn nội lai nhân bất dụng vấn nghĩa là nếu hiểu thuật kỳ môn nội giáp anh cứ việc ngồi ở nhà uống trà lúc này có người gõ cửa người ta còn chưa mở miệng nói gì anh đã biết được ý định của việc người ta đến tìm lời ngợi khen về sự thần kỳ của kỳ môn nội giáp đã khiến nó trở thành đối tượng lùng tìm của vô số người từ xưa tới nay người nghiên cứu thuật số đông như kiến sau khi hay tin về tàng kinh các Mai Huyền Tử liền tìm trăm phương nghìn kế lấy cho bằng được cuốn sách này về tay mình. Một khi học được bản lĩnh này thì chẳng lo gì đến cái ăn cái uống nữa, ông ta có thể khởi cục bất cứ lúc nào, dùng thuật kỳ môn để chọn ngay đẹp đi đánh bạc, sau đó lại chọn hướng ngồi tốt trên bàn, chọn lúc chọn nơi đại cát đại lợi, chắc chắn sẽ thắng bạc. Nào ngờ, mọi thuật dự đoán như đều có linh tính riêng của nó, hầu như mọi phương pháp dự đoán sinh ra từ trong chu dịch đều tuân theo một quy luật, tích thiện tất dư niềm vui, tích bất thiện tất thừa tai họa. Thánh nhân soạn dịch, mục đích để giao hóa chúng sinh, đón cát tránh hung, chứ không phải dùng để thỏa mãn thói tham lam ích kỷ. Nếu dùng thuật dự đoán theo con đường tà đạo tất sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng rồi sẽ hủy hoại bản thân. Có không biết bao người ôm giấc mộng được phát tài mà lao đi học thuật kỳ môn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, biến thành một kẻ điên điên khùng khùng. Nhìn thấu lòng dạ Mai Huyền Tử, thầy Mai Phủ Tổ đã hết lòng hết dạ dạy dạ bảo ông ta, tất cả mọi pháp đều hư ảo như bong bóng. Lục căn của con bất tịnh, không thích hợp học đạo thuật siêu hình, nếu không thất sẽ phải phiền lụy, Mai Huyền Tử cứ gật đầu, nhưng kỳ thực chẳng hề nghe lọt tai từ nào. Cái ý nghĩ trộm sách rồi chạy cứ quay cuồng trong đầu ông ta, canh ba hôm sau. Mai Huyền Tử một mình đến hậu viện, lẻn vào tàng kinh các, châm một ngọn nến, lấy ống tay che kín ánh nến, lật khắp hòm tủ, cuối cùng trông thấy bản chép tay kỳ môn nộn giáp tập chú. Đúng lúc này, các tiểu đạo sĩ đi gác đêm đã phát hiện ra ánh đèn chập trần trong tàng kinh các, liền hô lớn, có trộm, có trộm. Mai Huyền Tử vội vội vàng vàng giấu cuốn kinh thư vào trong người, phi thân bay ra làm vỡ cả cửa sổ. Sau đó ông ta trèo lên chiếc thang đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vượt qua tường, trong đêm tối chuồn khỏi đạo quán xuống núi. Sau khi trời sáng, Mai Huyền Tử đã chạy xa đến bốn. Năm mươi dặm, ông ta ngồi dưới một cây cổ thụ, lau mồ hôi trên mặt, sung sướng cười sàng sặc. Sau đó, ông ta móc cuốn sách trong người, mở ra nhìn, mặt mũi ỉu xìu, nản lòng thoái chí vô cùng, thì ra chỉ là một cuốn đại cương. Chủ yếu nói về nguyên lý của thuật kỳ môn độn giáp và các yếu tố suy diễn cơ bản khi khởi cục, còn về cơ bản không hề nhắc đến các thao tác cụ thể. Lúc này, Mai Huyền Tử mới phát hiện thấy, tên của cuốn sách này là Kỳ Môn Độn Giáp Tập Chú một có quyển một thì chắc chắn sẽ có quyển 2, quyển 3, thậm chí là quyển 100. Tối qua, do gấp gáp nên không nhìn rõ đã lấy trộm rồi bỏ chạy. Nghĩ đến đây Mai Huyền Tử vừa hối hận vừa tức giận. Ông ta nghĩ đến chuyện lại quay về lấy trộm, nhưng lý trí đã chiến thắng cơn điên khùng. Ông ta biết đó là điều không thể, hoặc sau khi quay về, ông ta sẽ bị các sư huynh đánh chết sư phụ cũng sẽ đuổi cổ ra khỏi sư môn. Mai huyền tử ngẫm nghĩ, rồi quyết định rời xa nơi này mãi mãi, xem như vẫn còn sót lại chút lương tâm. Ông ta giật đầu mấy cái về phía Mai Hoa đạo quán, từ đó bật vô âm tín. Hai năm sau, Mai huyền tử đang đi trên phố thì đọc được dòng tin đăng trên báo, nói rằng bậc thầy quốc học đáng kính Mai Phủ Tổ đã qua đời. Ông ta bất chấp mọi chuyện chạy về đạo quán, chuyện trộm sách hai năm trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, đến cổng đạo quán, ông ta lại hơi lưỡng lự, đúng lúc cửa đạo quán mở ra, là huyền không sư huynh. Huyền không nói, vào đi, trước lúc sư phụ đi người cứ gọi tên đệ. Mai huyền tử nghe thấy vậy, bật khóc, quỳ trước bài vị của thầy phù tổ. Mai huyền tử nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, hình ảnh thầy khi còn sống cứ hiển hiện về trong đầu ông. Huyền không khóc nói, trước khi sư phụ đi, thầy đã nói rất nhiều với các huynh đệ chúng tôi. Thầy nói rằng, cả đời này, điều khiến thầy tiếc nuối nhất chính là không thể độ hóa được đệ. Người có đến 500 đệ tử và học trò, ai cũng đi theo con đường chính đạo, mà thầy không thể kéo đệ quay về, nhưng thầy tin rằng sẽ có một ngày đệ hồi tâm chuyển ý. Thầy tin rằng ai cũng có thiện căn, chỉ là cơ duyên chưa đến, còn chưa đến mùa cây cối đâm chồi. Thầy đã nguyện, nếu ta nói sai, sau khi chết sẽ bị xét đánh, toàn thân cháy khét. Nếu ta nói đúng, cây thiết trước cổng sẽ nở hoa ngay. Kết quả là ngày thứ hai sau khi sư phụ qua đời, cây thiết chưa từng ra hoa đã 90 năm nay lại trổ nhụy hoa vàng tươi. Sư phụ, Mai Huyền Tử ngẩng mặt lên trời, nước mắt ẩn ẩc. Gió thu xe sắt, cây cỏ đậm nỗi bi ai, tiếng gọi bi thương của Mai Huyền Tử vang tận rời xanh. Năm, xem tướng cho Phùng Ngọc Tường. Mai Huyền Tử lại một lần nữa tái xuất vào năm 1924, khi diễn ra cuộc chiến trực phụng lần hai, ông ta thành lập Mai Hoa Hội ở Thượng Hải. Ông ta từng nói với các sư huynh, sư đệ rằng, mọi người cứ ở đạo quán thanh tu cho tốt, trông coi linh vị sư phụ, tôi ra ngoài lăn lộn vài năm, tuy đi trên con đường khác nhau, nhưng mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì trái với lòng mình nữa. Mai Huyền Tử nhìn thấy sự suy bại của Trung Hoa. Từ cuộc chiến tranh nhà phiến đến nay, bọn đế quốc kéo đến xâm lược, đất nước sắp bị tiêu vong, tín ngưỡng sắp đến hồi tuyệt diệt, ông ta muốn dùng sức mình, một lần nữa phát triển văn hóa đạo giáo thêm rực rỡ. Về sau, khi bắt tay và mới phát hiện ra rằng chuyện không hề đơn giản đến vậy, ông truyền giảng đạo giáo cho người ta. Người ta lại truyền giảng Tây học cho ông, ông nói về thuật luyện đan, người ta lại nói về đạn pháo, ông giảng về sự tu thân, người ta lại giảng về tự do, Ông giảng về cấm dục, người ta lại nói cho ông nghe về những điều lãng mạn. Ông nói về nguyên thủy, thiên tôn. Người ta nói về Chúa Jesus, Cơ đốc giáo. Đến lúc này ông mới hiểu, quốc học đã bị lung lay đến tận gốc rễ. Tàu thuyền và pháo đạn của bọn đế quốc cứ lao vào Trung Quốc. Tư tưởng về tôn giáo cũng dần dần ngấm xuống. Tư tưởng bị u mê tê liệt là điều đáng sợ nhất. Ông bắt đầu chăn trở xem phải dùng cách nào để người trong nước mình tin tưởng mình. Chính vào lúc này, ông quen với bà đồng nổi tiếng An Huy là cái phi tiên, cái phi tiên tên thật là cái hà khi còn nhỏ thường hay bị chàng sát chàng xác chính là bị những thứ không sạch sẽ ám vào người như bị người chết bị loài hồ ly hay oan hồn ác quỷ nhập vào người về sau khi lớn lên bà thường nói rằng mình có thể nhìn thấy những thứ luôn đeo bám người ta bà từng nói với ông cụ hàng xóm sau lưng ông có một cái đầu ngựa còn có cả một cái đầu trâu ai cũng biết một khi sau lưng người già có những cảnh tượng kỳ quái này nghĩa là chẳng còn bao lâu nữa họ sẽ chết quả nhiên hai ngày sau trong căn nhà của người hàng xóm sát vách có tiếng khóc đám ma, ông cụ đã về trời, người ta bắt đầu đến bái lại cái hà. Bà càng ngày càng nổi danh, thường hay đuổi quỷ trị bệnh cho người, về sau có được danh hiệu cái phi tiên. Mai huyền tử thấy vậy mới choàng tỉnh, thì ra sức mạnh của mê tín lại ghê gớm đến vậy. Ông ta tìm mọi cách tiếp cận cái phi tiên, nhiều lần bày tỏ lòng mình, rồi cũng gây được ấn tượng tốt đẹp với bà. Hai người tâm đầu ý hợp, tư tưởng giống nhau, cuối cùng nên vợ nên chồng, cùng sáng lập ra Mai Hoa Hội giống như tư tưởng cướp của người giàu chia cho người nghèo của phái giang tướng. Mục đích thật sự của Mai Hoa Hội cũng không phải lừa đảo, mà là muốn tống khứ các giáo phái của phương Tây, khôi phục quốc học, cho nên, khi gặp tổ gia ở khách sạn Tây Nhã, Mai huyền tử mới phát ra câu, tu kỳ thân nhi phát kỳ thiện, kế. Thánh học nhi khai vị lai bốn, còn trịnh trọng nói với tổ gia, Mai Hoa Hội được thành lập 12 năm nay, mỗi khoản đều ghi lại rõ ràng, ngoài khoản chi tiêu bình thường để duy trì đường khẩu gia, mọi nguồn thu đều cho vào. Bao nhiêu năm nay, Mai Huyền Tử luôn tìm kiếm một chỗ dựa lớn, rồi lại tìm chỗ lớn hơn nữa để truyền bá, phát triển quốc học, nhưng bọn quân phiệt còn mãi đánh đấm lẫn nhau. Trước cục diện Trung Quốc đang lẩn quẩn trong cái vòng mê muội không chịu tỉnh ngộ này, từ khi Mai Hoa hội được thành lập, ông ta luôn cảm thấy làm nên chuyện quả thực quá khó khăn. Chính vào thời điểm quan trọng này, người Nhật lại tìm đến ông ta, ông ta nghe bọn chúng nói, cho rằng cơ hội trời ban mượn sức mạnh này đánh lại sức mạnh kia đã đến, cần phải lợi dụng thế lực của người Nhật, tống cổ tôn giáo của bọn Tây ra khỏi bờ cõi đợi thời cơ chín mùi sẽ qua cầu rút ván lật đổ con thuyền của người Nhật Mai Huyền Tử nói ra hết những lời gan ruột này với tổ gia sau khi nghe xong tổ gia chỉ im lặng gật đầu thở dài rồi nói với Mai Huyền Tử kẻ không biết mới giận Mai sư phụ chịu tiếng chỉ rủa sau lưng đã lâu quả thực cũng khó cho ông Mai sư phụ hãy nghe tôi nói Mai Huyền Tử cúi người ghé sát tai ông lắng nghe hai vị đại sư cùng giải bày những lời xuất phát tự đáy lòng cho nhau nghe trước sự nguy nan của đất nước một nụ cười có thể làm tan biến mọi ân oán, hận thù. Sau đó, hai người lại lên kế hoạch tỉ mỉ cho bước tiếp theo, mãi cho đến khi trời sáng vẫn chưa bàn xong. Đến giờ ngọ, hai người cùng quỳ trước linh vị của thầy Mai Phủ Tổ, thắp hương thề nguyện, vái nhau tám vái, kết nghĩa anh em. Kết đồng minh với Mai Huyền Tử, Tổ gia cảm thấy vững vàng hơn nhiều, nhưng vẫn luôn thấy thiêu thiếu thứ gì đó. Ba hôm sau, Tổ gia lại bí mật gặp Tăng Kính Võ, nói rõ kế hoạch của mình. Đồng thời bảo ông chuyển lại với cửu gia, kỳ thực gần đây tăng kính võ cũng đang tìm cơ hội bàn chuyện với tổ gia nếu tổ gia là hán gian thật ông ta nhất định sẽ ra tay trừ khử sau khi biết được dự tính thật sự của tổ gia tăng kính võ lo lắng nhắc nhở tổ gia phải hết sức thận trọng người nhật không dễ đối phó đâu tổ gia gật đầu nói tôi vẫn phải phiền tăng giáo đầu một chuyện tổ gia cứ nói giúp tôi tìm một người một tuần sau nhờ những manh mối mà tăng kính võ cung cấp tổ gia đã tìm được một vị tướng sĩ nổi tiếng ẩn cư ở an huy là bành hàm phong bành tướng sĩ là nhân vật nổi tiếng trong giới thuật số thời dân quốc rất am hiểu về tướng thuật được người ta gọi là nhất đại thần tướng thiết khẩu trực đoán sở dĩ bành tướng sĩ có được bản lĩnh ấy ngoài tư chất thông minh luôn siêng năng nỗ lực ra còn bởi ông có cơ duyên có được cuốn sách tướng thuật còn sót lại trong hang mạc cao ở đôn hoàng văn hóa đôn hoàng được nổi danh ở nước ngoài bởi người ta đã tình cờ phát hiện ra một động tảng kinh ở đây tiếc rằng đã bị bọn đế quốc nhảy vào sâu xé giờ ở đôn hoàng chỉ còn lại vài cuốn sách rách nát Ngày 26 tháng 5 năm Quang Tự 266, khi trông coi động mạc cao khai thông lớp bùn lắng động ở lối đi số 16 ở Đôn Hoàng, đạo sĩ Vương Viên Duyên đã bất ngờ nghe thấy âm thanh phát ra từ một hang động ở bức tường đá phía bên phải. Vương đạo sĩ cho rằng bức tường này rỗng bên trong, vì thế gõ vỡ bức bích họa, cú gõ này thật tai hại, nó đã để lộ ra động tàng kinh Đôn Hoàng gây kinh thiên động địa khắp trong và ngoài nước, Phật kinh, đạo kinh, sách kinh điển thuật số, trong đó có cả sách tướng thuật từ mấy nghìn năm trước đều phô bày ra trước mắt đáng buồn là những cuốn kinh này lại không gây được sự chú ý của chính phủ nhà Thanh, một vương triều rối ren đang ngụp lặn trong những ngày tàn, tự lo cho mình còn chẳng xong, nên cũng không thể bận tâm đến những thứ này, kết quả đã để cho bọn đế quốc nhào đến. Sách kinh ở đôn hoàng bị bọn người Nhật, Mỹ, Nga, Đức tranh cướp gần hết, chỉ còn trở lại cho Trung Quốc lác đác vài cuốn. Đại sư quốc học bậc nhất thời đó là thầy Lý Tiện Lâm từng than, đôn hoàng ở Trung Quốc, nhưng văn hóa đôn hoàng lại ở ngoài thế giới. Sau sự việc đó, bành tướng sĩ vì muốn học về đôn hoàng học, đã vượt cả nghìn dặm đến tận đất lũng, tên gọi khác tỉnh Cam Túc. Tìm đến động Tàng Kinh, thăm viếng các ẩn sĩ, cuối cùng có được 12 cuốn tướng thuật còn sót lại ở Đôn Hoàng. Sau đó ông bế quan 3 năm, chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng soạn ra đại pháp. Trước cuộc đại chiến ở Trung Nguyên, tướng quân Phùng Ngọc Tường đích thân mời Bành tướng sĩ đến, nhờ ông xem tướng cho mình. Bành tướng sĩ xem kỹ ngũ quan của Phùng Ngọc Tường, sau đó nói đúng một câu, sinh vu đao sơn, tử vu hỏa hải. Nửa câu đầu, Phùng Ngọc Tường có thể hiểu được, quê gốc của ông ta ở An Huy, nơi đó ở vào thế đất có long mạch vượng. Bên trái nhà tổ họ có một ngọn núi tên là Thử Đao Sơn, sở dĩ có tên như vậy vì tương truyền thời Tam Quốc. Quan Vũ đã thử cây thanh long yển nguyệt đao cây đao thanh long hình bán nguyệt lần đầu tiên ở đây, còn về vế sau chết trong biển lửa, Phùng Ngọc Tường nát óc suy nghĩ mà vẫn không sao hiểu được. Năm 1928, lịch sử đã minh chứng cho lời sấm này. Khi Phùng Ngọc Tường ngồi trên con tàu mang tên thắng lợi khởi hành từ New York đi Odessa, giữa đường tàu bốc cháy, cả nhà cùng bỏ mạng trong biển lửa có thể thấy năng lực của bành tướng sĩ thuộc hạng nhất sở dĩ tổ ra tìm bành tướng sĩ chính vì muốn học được tướng thuật chân chính đã bao năm nay ông luôn tìm tòi học theo phương pháp tướng số nào đơn giản thực dụng nhất bát tự cần phải có ngày sinh lục hào cần phải có đồng xu kỳ môn cần phải khởi cục chỉ duy nhất có thuật xem tướng quan sát tướng mạo mà biết ngay phúc họa nghe giọng nói biết ngay các hung nếu ông nắm bắt được có khác gì như hổ thêm cánh vào lúc nguy cấp điểm cao thâm nhất của tướng thuật là có thể nhìn ra được vận khí lưu niên trên khuôn mặt Lưu niên là thuật ngữ trong mệnh lý học, chỉ một năm mà người ta trải qua, thời gian như nước chảy, thủy lưu niên, cho nên mới có cách gọi đẹp đẽ này, từ lưu niên đến lưu nguyệt, từ lưu nguyệt đến từng ngày, từ những nét đặc trưng và khí sắc mỗi ngày trên khuôn mặt của người ta mà có thể phán đoán ra được phúc họa cát hung trong một khoảng thời gian gần của một người, một vị tướng sĩ cao minh, ngay cả một chuyện nhỏ nhặt như bạn vừa mới có quan hệ nam nữ, ông ta đều có thể đoán chính xác qua khí sắc trên nét mặt của bạn. Tổ gia muốn dùng phương pháp này hy vọng có thể phán đoán chính xác sự thành bại của đối thủ vào thời khắc nguy cấp, cũng như đoán được sự thành bại của chính mình. Không ngờ, sau khi gặp được bành tướng sĩ, tổ gia đã vô cùng thất vọng, bành tướng sĩ liền giáng cho ông ngay một đòn phủ đầu. Xem tướng đoán mệnh đều là thứ tà đạo, không chỉ mê hoặc tâm trí của người dân mà còn khiến cho mình trượt chân lạc đường. Những người xem tướng số không một ai có được kết cục tốt đẹp. Đại sư Lục Hào kinh phòng đời hán đoán mệnh cả đời, cuối cùng lại bị hoàng đế giết chết. Sau khi chết thi thể bị phân thay, tung xẻo, Hàn Dũ từng ca ngợi Lý Hư Trung xem bát tự trăm lần không sai một, nhưng ông ta lại nuốt nhầm phải thủy ngân trúng độc bà chết. Lưu Bá Ôn đời Minh có được mỹ danh biết 500 năm về trước và 500 năm về sau, cuối cùng lại bị Hồ Duy Dung hạ độc, hai người con trai. Một người phải nhảy xuống giếng, một người phải treo cổ, hương hỏa ra môn tuyệt diệt, còn có rất nhiều thầy tướng số nổi tiếng khác, hoặc là cả đời vận hạn liên miên, hoặc con cháu đời sau tàn tật ngẩn ngơ, từ lâu ta đã không xem tướng cho người ta, cho nên những sách xem tướng đoán mệnh nổi tiếng đều bị đốt cả rồi từng câu, từng câu một thúc mạnh vào tâm khảm Tổ ra. Tổ ra như vẫn trong cơn mộng mị, thận trọng hỏi, tại sao lại vậy? Nhìn thấu tâm trí người ta, đi ngược với đạo trời, Bành Tướng Sĩ nói, xin chân nhân chỉ dạy Tổ ra nhất thời vẫn chưa lĩnh hội được. Trong kinh dịch, từ đầu chí cuối đều nói về đạo lý làm người. Từ đầu chí cuối thứ mà nó nhấn mạnh đều là việc mỗi cá nhân phải tự tu thân, thuận theo lẽ trời, phản tỉnh bản thân mình, nâng cao đức hạnh của mình, có như vậy mới đạt được mục đích tránh hung đón cắt. nói cách khác chính là Người có thể làm thay đổi được vận mệnh của anh chính là bản thân anh, đây là nguyên tắc căn bản của kinh dịch. Mà việc xem tướng số lại phá vỡ nguyên tắc này, nó khiến người ta đem ký thác hy vọng lên ngoại vật, ký thác vào thầy tướng số, ký thác vào tà thuyết dị đoan của bồ chú, khiến cho chúng sinh đánh mất tâm tính, đánh mất bản ngã, đây gọi là đánh cắp linh hồn, người nói xem, tội này sống được bao lâu?" Bành Tướng Sĩ giải thích. Tổ gia tâm đắc gật đầu, như đã lĩnh ngộ được sâu sắc, sau đó hỏi đến cùng, nói như vậy bất luận là một vị đại sư hiểu rõ mệnh lý chân chính, hay chỉ là một kẻ khôn lanh lừa lọc, chuyên hành nghề lừa đảo trên giang hồ, đều không có kết quả tốt đẹp. Đại sư và một kẻ lừa đảo có gì khác nhau bành tướng sĩ hỏi ngược lại. Một người có bản lĩnh thật, một người chỉ là hư danh, tổ gia đắc. Kha 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 bành tướng sĩ cười lớn, sai rồi bậc đại sư và kẻ lừa đảo cũng chỉ kẻ tám lặng, người nửa cân mà thôi. Mục đích của bọn họ đều là để người ta đem ký gửi vận mệnh và việc xem tướng mà coi nhẹ tầm quan trọng của việc tự tu tập bản thân rút cục đều vì tiền, bọn họ mới dùng lời khôn tiếng khéo để lừa phỉnh người ta. Miệng tuy khẳng khái đĩnh đạc nhưng thứ mà trong đầu họ nghĩ đến chẳng qua đều là những nén bạc trắng xóa lóa mắt mà thôi. Chỉ khác nhau ở chỗ công phu biểu diễn cao hay thấp, kẻ giỏi che đậy tâm tư, tạm thời đứng trước đống bạc mà mặt mày không biến sắc, đó chính là đại sư. Kẻ không giỏi giấu giếm, thấy tiền bạc là mắt sáng lên, đó chính là kẻ lừa đảo. Nhưng một khi lột bất cái mặt nạ của bậc đại sư thì sẽ phát hiện ra, ông ta còn tham hơn phường lừa đảo, gian trá hơn chúng tổ ra bừng tỉnh như được dội nước lên đầu chân nhân nói phải chân nhân nói phải bành tướng sĩ cười khà, theo ta thấy đại sư chân chính từ cổ trí kim chỉ có một đó chính là trương lương đời hắn ông ta là người thực sự hiểu được chân lý của kinh dịch cho nên chưa bao giờ xem tướng số cho người ta sau khi phò giúp lưu bang dựng lên cơ nghiệp nhà hắn liền rút lui ngay đây chính là người duy nhất học kinh dịch đạt đến cảnh giới xuất thần lại được sống thọ được chết trên giường nhà mình ra cát lượng không được vậy sau vài năm làm trái đạo trời hao người tốn của, chết nơi đất khách mãi gò ngũ trượng, thiểm tay. Lưu bá ôn càng không xong, phải gánh chịu họa diệt môn thê thảm. Kinh phòng thì không phải nói nữa, chết chẳng toàn thay. Thiệu ung được xem là đại sư nửa vời. Ban đầu ông ta cũng có ý định dùng cách xem tướng số để cải mệnh cho người ta, về sau mới phát hiện ra không thể làm được, cuối cùng im bặt, cái gì cũng không nói. Điểm này đã được thể hiện rõ nét trong chức tác hoàng cực kinh thế, ông ta chỉ viết ra khởi nguồn của âm dương, cách cục xã hội diễn biến tự nhiên chứ không hề tiết lộ phương pháp diễn đoán, diễn giải mà luận đoán. đó chính là vì sợ người khác học được phương pháp này mà đi lầm đường. tổ ra gật đầu liên tiếp, chân nhân dạy rất phải. hơn nữa, ngươi không nhận ra một hiện tượng rất thú vị hay sao? bành tướng sĩ nhíu mày hỏi. hiện tượng gì vậy tổ ra không hiểu. người thích xem tướng số thì vận mệnh càng ngày càng kém, càng mong cầu tài vận, tài vận ngày càng không tốt, cầu nhân duyên, nhân duyên càng không thuận lợi, cầu sức khỏe, sức khỏe kém dần. Cầu đường quan vận thì chức bũ ô xa sớm muộn cũng mất, bành tướng sĩ mỉm cười nói. Mệnh càng xem càng bạc tổ ra đã ngộ ra đôi phần. Ưm bành tướng sĩ gật đầu. Vì những người này đã giao vận mệnh của mình cho kẻ khác, vậy còn tốt đẹp được nữa không? Tổ ra lại gật đầu lia lịa sau đó liền đem ý đồ thật sự của mình nói với bành tướng sĩ. Sau khi nghe xong, bành tướng sĩ mỉm cười gật đầu. Ngươi vì muốn cứu nước mà đến, nếu ta đuổi ngươi ra khỏi cửa thì ta chẳng khác kẻ bất nhân bất nghĩa ta sẽ chuyển lại cho ngươi đôi chút về ngũ hành tâm pháp vậy, có lẽ sẽ có tác dụng, còn về việc nó có tác dụng thế nào, tự ngươi liệu mà làm, không làm được sẽ mất mạng đấy. Tổ gia vội cúi nghiêng người lắng nghe. Lúc này, tổ gia mới phát hiện ra, bành tướng sĩ không chỉ vô cùng tinh thông tướng thuật mà còn rất am hiểu kiến thức của các môn thuật số khác. Mọi thuật dự đoán đều không thể tách rời khỏi quy luật sinh khắc chế hóa của ngũ hành, công cụ suy diễn đều là thiên can địa chi, nhất pháp thông, vạn pháp thông, nguyên lý đều giống nhau, Hai người thắp nến trò chuyện thâu đêm không nghỉ. Họ nói từ tướng mặt cho đến tướng tay, từ tướng tay đến bát tự, từ nạp âm thủ mệnh đến thiết bản thần toán, từ kỳ môn độn giáp đến mai hoa dịch số, Bành tướng sĩ tóm lược những điểm cốt yếu đem truyền thụ, Tổ gia liền ghi khắc lời dạy của thầy. Lúc canh năm, Tổ gia vẫn không thấy buồn ngủ, nhưng vì lo nghĩ cho sức khỏe của Bành tướng sĩ, liền đề nghị ông hãy nghỉ ngơi trước. Sau khi Bành tướng sĩ vào nhà năm nghỉ, Tổ gia nhẹ nhàng khép cửa lại, bước ra ngoài. Giữa vùng sơn dã ông ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hít thở bầu không khí trong lành, ngẫm nghĩ lại mọi điều mà bành tướng sĩ đã truyền dạy, nghĩ đến lúc phấn chấn, ông không khỏi bất giác thầm thán phục sự thần kỳ vĩ đại của thuật số Trung Hoa. Khi mặt trời đã lên cao, gần đến giờ tị, tổ gia đoán chắc bành tướng sĩ đã thức dậy, bèn quay lại nhà, gõ cửa nhẹ nhẹ. Bành chân nhân, không thấy tiếng đáp lại, tổ gia cầu có thêm kiến thức như kẻ đang khát cháy cổ, nhưng lại nhớ đến điển cố trình môn lập tuyết chín. Nếu lão tiên sinh còn chưa thức dậy, vậy thì hãng cứ đợi thầy thức dậy đã. Tổ ra đứng đợi ở ngoài đúng một giờ đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ ngọ, không thể chờ được lại gõ cửa lần nữa. Trong nhà vẫn không có tiếng trả lời, một dự cảm không lành nhanh chóng ập đến, tổ ra liền đẩy mạnh cửa bước vào. Hà tổ ra kêu lên, trên giường trống không. Bành tướng sĩ đã biến mất. Tổ ra nghĩ đủ cách mà vẫn không sao hiểu được, sau đó dùng thuật kỳ môn độn giáp khởi cục trên tay, để xem bành tướng sĩ đã đi về hướng nào. Kỳ môn độn giáp có tất cả 8 cửa, bát môn, chia thành hư môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn. Trong đó, có bốn cát môn là hư, sinh, cảnh, khai, bốn cửa còn lại bị coi là hung môn. Năm xưa, khi tướng ngụy là tào nhân bố trận bát môn kim tỏa hồng dồn lưu bị vào tử môn, thì bị quân sư của lưu bị là từ thứ nhìn ra mà phá giải được, sau đó, ra cát khổng minh lại thay đổi trận pháp này. Tạo ra bát trận đồ, trận đồ bát quái, năm 222, Tướng Ngô là Lục Tốn đã đánh bại Lưu Bị trong trận hỏa thiêu liên doanh, đòi đánh đuổi đến cùng, bất cẩn mà chui vào bắt trận đồ do Gia Cát Lượng bố trí. Nếu không phải cha vợ của Gia Cát Lượng dẫn hắn ra qua sinh môn thì hắn đã chết trong vòng vây đó rồi. Tổ gia liền áp dụng ngay thứ mình vừa học được, khởi cục trên tay, thấy bảnh tướng sĩ đã lạc hưu môn, cho thấy không có gì đáng lo ngại đến tính mệnh, nhưng hưu môn cũng cho thấy thầy đã viễn hành, đi xa, rốt cuộc là tự mình rời đi, hay đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn công lực của tổ gia không đủ nhất thời không thể nhìn ra được. Đang thắc mắc, ông phát hiện ra một cái bọc trên án kỷ, trên đó có một tờ giấy, những dòng chữ do bành chân nhân viết hiện lên rõ nét, thuật số dài hư ảo, đại đạo tại kỳ trung. Tổ ra trần chứa dây lát, rồi từ từ mở cái bọc, một cuốn sách hiện ra, có tên liễu phạm tư huấn. Đầu óc tổ ra ông hết cả lên, những chuyện đã xảy ra khi ông còn bé chợt hiện ra trước mắt, hết phần 13. Mời quý vị và các bạn cùng chờ đón phần 14 với nội dung. Gậy ông đập lưng ông, thành bát quái tinh rượu vô song vào sâu hang ổ